Thưa quý vị, cách đây một tháng, vụ nổ xe buýt tại Pakistan đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc. Ngay tại thời điểm đó, phía Trung Quốc đã cho rằng đây là một vụ đánh bom, trong khi giới chức Pakistan xác định tai nạn do hỏng xe. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 8, phía Pakistan đã khẳng định đây là hậu quả của một vụ đánh bom tự sát. Ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết kết quả điều tra chỉ rõ có sự liên quan của Cơ quan Nghiên cứu và Phân tích Ấn Độ RAW và Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan NDS trong vụ tấn công. Theo điều tra, có 3 người hiện đang ở Afghanistan đã lên kế hoạch cho toàn bộ vụ việc. Chúng được hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện từ các nhân viên cấp cao của RAW và NDS. Được biết, khoảng 100-120 kg thuốc nổ đã được sử dụng trong vụ đánh bom tự sát. Kẻ đánh bom không mang quốc tịch Pakistan. Dự án đập thủy điện Dasu thuộc hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một phần của sáng kiến vành đai con đường, đã thu hút nhiều kỹ sư Trung Quốc và Pakistan làm việc trong nhiều năm qua. Trước đây, người Trung Quốc làm việc ở Pakistan đã bị tấn công, đặc biệt là ở tỉnh Balochistan, nơi Trung Quốc có các dự án mỏ và cảng. Phe ly khai cũng đã tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Karachi, miền nam Pakistan. Ngoài ra, các chiến binh Hồi giáo trước đây cũng tấn công các công dân Trung Quốc.